Ninh Bình là quê hương của vua Đinh Tiên Hoàng, có cố đô Hoa Lư, nơi còn bảo lưu được một quần thể di tích cổ rất có giá trị về lịch sử và văn hóa. Ninh Bình có chùa Bái Đính, một quần thể kiến trúc đồ sộ, hoành tráng, cùng nhiều di tích và danh thắng khác nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Ninh Bình có khu bảo tồn thiên nhiên, rừng quốc gia Quốc Phương, có Tràng An, một quần thể di tích danh thắng đặc biệt quan trọng, và có khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long với cảnh quan kỳ vĩ làm rung động lòng người. Vân Long được đưa vào khai thác du lịch từ năm 1998. Năm 1999, nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên, được ghi trong danh sách các khu bảo vệ đất ngập nước và danh mục hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam. Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, nội địa lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ. Mà nó nằm trong hệ thống danh lục các cái khu rừng đặc dụng của Việt Nam. Và ở Vân Long có những cái động vật và thực vật quý hiếm. Vân Long chứa đựng rất nhiều cái tài nguyên văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Nơi đã từng sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng, và nơi đã từng sinh ra Đức Thanh Nguyễn, và nơi cũng đã từng sinh ra Tứ Vị Hồng Nương. Ở vùng đất này đã có cái câu truyền miệng từ bao đời nay là đại hữu sinh vương, điểm dương sinh thánh, Vân Long hóa thần. Từ năm 1960, một tuyến đê dài hơn 30 km được đắp để trị thủy sông đáy đã biến Vân Long thành một vùng đất ngập nước rộng đến 3.500 hectare. Những quả núi bị cô lập biến thành những đảo đá giữa một vùng nước mênh mông, tình cờ trở thành cứu cánh cho nhiều loài động thực vật thoát khỏi bàn tay triệt phá của con người. Rừng Vân Long có 457 loài thực vật bậc cao, đặc biệt có 8 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam là kiêng, lát hoa, tuế lá rồng, cốt toái bồi, sắng, bách bổ, mã tiền hoa tán. Nhưng sự tình cờ thực sự đáng giá khi các chuyên gia nước ngoài phát hiện ra tại Vân Long có tới hơn 40 cá thể vọc mông trắng đang sinh sống. Loài vọc này có nguy cơ tuyệt chủng cao, có tên trong sách đỏ thế giới. Hiện tại, Vân Long được chính phủ Hà Lan, Quỹ Môi trường Toàn cầu và Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Quý hiếm Quốc phương hỗ trợ việc bảo tồn các loài thú quý hiếm. Ngoài vọc mông trắng, tại Vân Long còn có nhiều loài động vật cũng được ghi trong sách đỏ Việt Nam như gấu ngựa, báo gấm, kỳ đào hoa, vân vân. Đặc biệt, ở đây còn có một loài côn trùng gần bị coi là tuyệt chủng, đó là loài cà cuống thuộc họ chân bơi. Để có trải nghiệm ở Vân Long, người ta có thể ngồi thuyền du ngoạn với nhiều sự lựa chọn như thăm núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn. Cũng có thể dùng thuyền viếng thăm các hang động độc đáo như hang Bóng, có chiều dài hơn 100 mét, hang Duối, 4 tầng, hang Cánh Cổng, vân vân. Nhưng đẹp nhất trong số 32 hang động ở đây là hang Cá nằm dưới chân dãy núi Hoàng Quyển, có cấu tạo nửa chìm nửa nổi, nước trong xanh, trần hang là những vòm thạch nhũ rủ xuống muôn hình muôn vẻ. Tại khu vực núi Chùa, từ lâu đã phát hiện ra nhiều bích họa với những hình thù kỳ lạ. Theo dự đoán thì đây có thể là những chữ tượng hình và các hình người được vẽ với những động tác trong một nghi thức tế lễ tối cổ. Thực sự đâu, cái vách đá này chẳng ai để ý là, nhưng mà nó có rất là lâu rồi và cứ đời này truyền trên đời kia. Từ khi có cái làm cái du lịch khoảng hơn chục năm nay thì nhà khoa học hoặc là
một số người quan tâm đến thì mới mày mò là xem nó như thế nào. Ngay tại vị trí này, xưa kia có một ngôi chùa ngàn năm tuổi, nhưng vào đầu thế kỷ 20 đã bị phá mất, để lại vách núi với những hình vẽ lạ. Do những bích họa chưa được giải mã, nên đến nay trong dân chúng vẫn có nhiều cách suy đoán khác nhau. Vân Long có cây thị, tuổi đã 700 năm, đến nay vẫn hiên ngang, căng tràn hiện sống. Vân Long nổi tiếng có Đồng Hoa Lư, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Gọi là đồng, nhưng thực sự đây là một thung lũng rộng khoảng 16 mẫu, được bao bọc bởi các ngọn núi vòng cung hiểm trở, chỉ có một đường ra. Tương truyền, động này chính là quê của Đinh Bộ Lĩnh, cũng là căn cứ quân sự đầu tiên của ông. Nhờ phát triển du lịch, diện mạo nông thôn Vân Long đã có nhiều thay đổi. Đường giao thông, trường học, các làng nghề được nâng cấp, mở rộng. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng. Nằm trên khu đất có diện tích hơn 16 hecta, Emiranda Ninh Bình được xây dựng với hai khu riêng biệt là khu nghỉ dưỡng và khu dịch vụ giải trí. Kết hợp với những dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, Emiranda còn tổ chức để các du khách được tham gia nhiều hoạt động du lịch khác như đi thuyền ngắm cảnh, đạp xe đạp, leo núi, khám phá đồng quê. Emiranda có 3 nhà hàng, quầy bar, một hồ bơi lớn ngoài trời và một bể bơi nước nóng trong nhà. Có khu tổ chức sự kiện, phòng hội thảo, khu thể dục, sân tennis và trung tâm spa cao cấp. Để phục vụ lưu trú, Emiranda có 3 loại phòng, gồm loại cao cấp, loại sang trọng và một số phòng kép đặc biệt với đầy đủ tiện nghi như điều hòa không khí, TV màn hình phẳng kết nối với các kênh vệ tinh, Internet miễn phí, mini bar, v.v. Được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, kết hợp với phong cách làng quê đồng bằng Bắc Bộ và tiện nghi hoàn hảo, đây thực sự là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng đối với các du khách trong và ngoài nước có nhu cầu hưởng thụ cao. Emiranda còn là một điểm nhấn đầy ấn tượng về phát triển dịch vụ du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Ninh Bình, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng Ninh Bình và khám phá Vân Long. Trong quá trình phát triển du lịch thì chính quyền xã kết hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mở nhiều cái cuộc tập huấn nâng cao văn hóa trong du lịch. Tính đến giờ này, nhân dân đã có ý thức rất cao về bảo vệ hệ sinh thái trên núi Đá Vôi cũng như là bảo vệ hệ thủy sản ở dưới khu đất ngập nước, nên là nhân dân an tâm để phát triển du lịch thu nhập và đã có cái trách nhiệm thì đã bảo vệ khu bảo tồn. Từ năm 2002, một chủ doanh nghiệp trẻ đã đến Vân Long xây dựng doanh nghiệp ngôi sao, dựng các nhà sàn sinh thái, lập ra tour du khảo làng quê. Với du khảo làng quê, du khách có thể sử dụng nhiều phương tiện để du ngoạn khắp Vân Long như xe đạp, xe máy, xe bò. Đặc biệt, du khách châu Âu rất thích thú sử dụng những phương tiện cũ kỹ, thậm chí là cổ xưa. Tham gia du lịch làng quê đòi hỏi dịch vụ phải có chất quê truyền thống. Du khách rất thích được ngồi trên những chiếc xe được dùng vào công việc đồng áng do trâu bò kéo, không chuộng loại xe đóng mới kiểu dáng cầu kỳ. Ngồi trên những chiếc xe bò kéo chậm rãi lăn bánh trên đường làng, du khách có dịp ngắm cảnh thôn làng, quan sát công việc nhà nông trên đồng ruộng,
dễ dàng tiếp xúc với những người dân quê chân chất, cần cù để tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa truyền thống. Vân Long còn là nơi du khách có thể tìm hiểu nhiều dấu ấn quan trọng về lịch sử và văn hóa Ninh Bình. Bởi đây là nơi phát tích của nhà Đinh, với động Hoa Lư ở Thung Lau, xã Gia Hưng. Bởi đây có đền thờ Mẫu ở Thung Lá, xã Gia Hưng. Có đền thờ Tứ Vị Hồng Nương, xã Gia Vân. Có danh thắng chùa và động Địch Lộng, xã Gia Thanh, nơi được tôn vinh là Nam Thiên Đệ Tam Động. Tham gia vào tour du khảo làng quê, du khách được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt và sản xuất thường nhật, được bà con hướng dẫn cách xay lúa, nấu cơm bằng bếp rơm, cách đánh rậm, tắt nước và cách chăm sóc lúa truyền thống cổ xưa. Tới nay, hầu hết cộng đồng dân cư Vân Long vẫn sống bằng nghề nông, còn giữ được nhiều nét đặc trưng của nền văn minh lúa nước xưa kia, nên du khảo làng quê không những hấp dẫn du khách mà còn góp phần khuyến khích người dân bảo lưu và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. So it's amazing to see how the farm works. You have everything you need here. You have the river for the fish and the crabs for food. You have the rice, and right next to the village, and everything together, and all the family so friendly. And to see how the farm works is amazing. Really, really good. The Vietnam people here are very friendly. Everybody is very welcoming. Everybody says hello and waves, and are very, very kind and hospitable and welcome us. Vân Long là nơi thiên nhiên có cuộc sống thực sự thanh bình. Mỗi khi chiều đến, hàng vạn con cò sau một ngày kiếm ăn khắp bốn phương trời lại quay về tổ ấm của chúng trên những lùm cây trong đầm nước. Ngoài cò, đây còn là nơi di trú của rất nhiều loài chim đến từ khắp các địa phương miền Bắc Việt Nam. Được thiên nhiên ưu đãi cả về cảnh quan tươi đẹp và sự đa dạng của hệ sinh thái, cùng với nỗ lực của con người, Vân Long đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước có giá trị cao trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang biến dạng do sự xâm hại của con người. Với những giá trị to lớn về thiên nhiên, môi trường, lịch sử và văn hóa, Vân Long được đánh giá là tuyến điểm du lịch sinh thái đặc sắc hàng đầu ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt hấp dẫn đối với những du khách đến từ các nước châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long đang được tỉnh Ninh Bình chọn làm khu du lịch lớn, nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch theo tầm nhìn 2015 của địa phương.